Muốn biết tuổi thọ của bản thân, hãy nhìn xuống bàn chân. Nếu có hai dấu hiệu này, bạn là người tuổi thọ kém và có nhiều bệnh tật. Theo báo cáo của Thống kê Bảo vệ Sức khỏe Thế giới năm 2010 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tuổi thọ trung bình của thế giới hiện nay là 71 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ của mỗi người thường không giống nhau, dài hay ngắn còn tùy thuộc vào chính bản thân của bạn. Những người sống một lối sống lành mạnh và ăn uống đầy đủ sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn và nghiễm nhiên sẽ có tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đó, đã bị chẩn đoán mắc các căn bệnh nghiêm trọng như ung thư, tim mạch là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh, từ đó khiến tuổi thọ bị rút ngắn. Và y học Trung Quốc ví đôi bàn chân là bộ não thứ hai của con người. Nếu bạn không chắc liệu cơ thể của mình có khỏe mạnh hay không, bạn có thể nhìn xuống bàn chân. Nếu không có hai dấu hiệu sau đây, nghĩa là sức khỏe của bạn rất tốt. Đầu tiên, các đường gân trên chân rất cứng. Mặc dù bàn chân cách rất xa nội tạng người, nhưng mỗi vị trí trên lòng bàn chân lại chứa vô số dây thần kinh và mạch máu liên kết với mạch máu ở tim, cột sống và não. Chính vì vậy, chúng ta có thể biết được sức khỏe của cơ thể nhờ quan sát tình trạng của bàn chân. Chúng ta ai cũng có những mạch máu nổi lên ở mu bàn chân, nhưng hầu hết mọi người vẫn quen gọi đó là gân. Nhiều người thường không mấy quan tâm đến phần gân chân, nhưng thực tế đây là một bộ phận tiết lộ sự trường thọ của con người. Theo y học Trung Quốc, khi bạn cúi đầu xuống và chạm vào những đường gân ở chân, nếu thấy mềm, nghĩa là quá trình lưu thông máu hanh thông, khỏe mạnh. Ngược lại, nếu phần gân này cứng, thì đây rất có thể là dấu hiệu của chứng xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch hình thành sau một thời gian dài do cơ thể ăn uống dư thừa chất, các chất cặn bã không được thải ra ngoài sẽ bám vào thành mạch và tạo ra sự xơ cứng. Khi huyết áp tăng, mạng xơ cứng đó có thể sụp đổ và biến thành một vật cản lưu thông máu, khiến mạch máu đột ngột bị tắc nghẽn. Trong trường hợp nghiêm trọng, xơ cứng động mạch có thể gây nhồi máu não, bệnh tim mạch và đe dọa đến tính mạng. Và thứ hai là thường xuyên bị tê chân. Nếu bàn chân của bạn thường xuyên cảm thấy tê mỏi mà không rõ nguyên nhân, thì bạn nên quan sát chân thật kỹ. Bởi tê chân có thể là dấu hiệu của mạch máu bị tắc, dẫn đến tình trạng máu lưu thông bị cản trở, gây ra hiện tượng tê cục bộ ở bàn chân. Tê chân cũng có thể là dấu hiệu sớm của cơn đột quỵ. Hầu hết nạn nhân đột quỵ đều nhận thấy sự suy yếu, tê mỏi ở một hoặc hai chân. Ngoài ra, bệnh nhân còn có dấu hiệu mất thính giác, khó nói chuyện. Đối với bệnh nhân tiểu đường, khi đường huyết tăng, nó cũng sẽ gây ra một loạt các rối loạn chuyển hóa của các sợi thần kinh, dẫn đến bệnh thần kinh ngoại biên. Lúc này sẽ khiến bệnh nhân có cảm giác tê ở tứ chi, đặc biệt là phần chân. Tê chân là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm khác nhau. Bạn nên theo dõi tình trạng sức khỏe. Nếu tê chân đi kèm với nhiều dấu hiệu nghi ngờ khác như mệt mỏi, giảm cân, đau thắt lưng, thì có thể đi khám để được chẩn đoán tình trạng sức khỏe, tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của bản thân. Bàn chân của một người sống thọ sẽ như thế nào? Một người sống thọ, khỏe mạnh, sẽ xuất hiện rất nhiều đặc điểm ở bàn chân, cụ thể là như sau. Đầu tiên là bàn chân hồng hào. Y học cổ truyền Trung Quốc có phân biệt rõ 5 loại là xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Bàn chân của người có màu đỏ hồng là bàn chân khỏe mạnh nhất, có tuổi thọ tốt nhất. Ngược lại, bàn chân màu xanh là chân lạnh, màu vàng là bất thường, có thể nhũ chân đang mắc bệnh gan hoặc túi mật, thiếu máu. Màu trắng hoặc đen, có thể cơ thể lưu thông máu khá kém. Thứ hai là nhiệt độ chân vừa phải. Bàn chân của một người sống lâu sẽ có nhiệt độ giống với bàn tay của mình, không lạnh và cũng không quá nóng. Và cuối cùng là móng chân hồng hào. Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết, những người khỏe mạnh, sống lâu sẽ sở hữu móng chân hồng hào. Chính vì vậy, nếu bạn thấy rằng móng chân của mình đang dần trở nên nhợt nhạt hoặc chuyển sang màu vàng, màu trắng, thì nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.